Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường hôm nay. Sau đây là một số tin tức nổi bật, mời quý vị cùng điểm qua trước khi đến với phần nội dung chi tiết. Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm đáng kể so với tháng trước. Trong khi đó, 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và may mặc tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Pháp thông báo dành khoảng 28 tỷ euro để hỗ trợ ngành du lịch. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin để đẩy giá bất động sản. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tham mưu Thủ tướng và phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng lợi dụng thông tin về quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án lớn để đẩy giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Theo thông báo về tình hình công tác xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt gần 51 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,4% so với tháng trước. Đáng chú ý, lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam cũng giảm đáng kể so với tháng trước. Cụ thể, ô tô nguyên chiếc các loại ước tính nhập khẩu trong tháng 4 đạt 14.000 chiếc, trị giá đạt 292 triệu đô la Mỹ, giảm 17,6% về lượng và 24,3% về giá trị so với tháng trước. Đến hết tháng 4, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 49.000 chiếc, trị giá đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tăng 55,2% về lượng và tăng 57,2% về trị giá so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, việc số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm có một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến một số nhà máy không thể hoạt động theo năng suất bình thường. Ngoài ra, việc khan hiếm linh kiện thiết yếu cũng làm cho các nhà sản xuất không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay, do đó việc số lượng xe nhập khẩu cũng sẽ giảm theo. Trong khi đó, thì trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 9 tỷ 510 triệu đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành dệt may da dày đầu năm nay đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với năm trước, khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần phục hồi và tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định FTA đã ký kết và đi vào thực thi. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sơ, sợi, dệt các loại tăng 43,4%. Kim ngạch xuất khẩu giải mành, giải kỹ thuật khác tăng 35,7%. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 6 tỷ 392 triệu đô la Mỹ, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 51.188 tấn gạo dự trữ quốc gia, giá trị khoảng 585 tỷ đồng. Số hàng cấp đều được lưu mẫu kiểm định đảm bảo chặt chẽ về chất lượng. Trong tổng số gạo được xuất cấp, có hơn 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, 3.334 tấn gạo hỗ trợ người dân giáp hạt đầu năm 2021, hơn 1.500 tấn gạo hỗ trợ người dân thực hiện dự án trồng rừng, 37.257 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2020-2021. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội quyết định bãi bỏ hai đoàn tàu khách số hiệu SE5 và SE6 trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 12 tháng 5. Mỗi ngày chỉ còn 4 đoàn tàu chạy trên tuyến này do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội quyết định bãi bỏ tàu SE5 xuất phát từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay 12 tháng 5 và bãi bỏ đoàn tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn đi Hà Nội ngày 14 tháng 5. Theo đó, chiều Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19 giờ 25 phút hàng ngày, tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ hàng ngày. Chiều Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25 phút hàng ngày, tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ hàng ngày. Hành khách có vé đi tàu SE5, SE6 liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí. Thưa quý vị, trong nỗ lực mới nhất nhằm thu hồi các khoản tiền 23 tỷ đô la Mỹ thất thoát từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia,
Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur của Malaysia đã thụ lý đơn kiện hàng loạt chi nhánh nhiều ngân hàng lớn trên thế giới của quỹ đầu tư này. Theo AFP, trong đơn kiện, quỹ đầu tư nhà nước Malaysia đã yêu cầu thu hồi gần 3 tỷ đô la Mỹ cùng các khoản thanh toán lãi suất liên quan từ chi nhánh tại Malaysia của các ngân hàng Deutsche Bank, JP Morgan và Coach. Đơn kiện cũng nhấn mạnh tới sự cẩu thả, vi phạm hợp đồng, âm mưu lừa đảo, gây tổn hại, cũng như tư vấn không trung thực của các ngân hàng này. Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tài chính Malaysia thông báo, Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia đã tiến hành hơn 20 vụ kiện dân sự nhằm thu hồi số tài sản trị giá hơn 23 tỷ đô la Mỹ liên quan tới vụ bê bối thất thoát của quỹ liên quan đến cựu thủ tướng Najib Razak. Tuy nhiên, danh tính các thực thể và cá nhân liên quan tới các vụ kiện này không được công bố. Chính phủ Australia đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2021-2022 với các gói chi tiêu hàng chục tỷ đô la để thúc đẩy đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch. Theo Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg, chính phủ Australia sẽ tiếp tục tăng cường các gói chi tiêu và đầu tư để tạo thêm nhiều việc làm cho người dân và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Trong đó, gói chi tiêu lớn nhất hơn 53 tỷ đô la Úc dành để cải thiện các dịch vụ xã hội như chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, nâng cao an sinh phúc lợi nữ giới và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Kế hoạch ngân sách mới cũng đầu tư hàng chục tỷ đô la Úc cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án phát triển năng lượng sạch, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế số. Cũng theo Bộ trưởng Frydenberg, Canberra sẽ tiếp tục các biện pháp cắt giảm gần 30 tỷ đô la Úc tiền thuế các loại cho người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch. Dự báo, GDP Australia trong cả năm 2021 sẽ đạt mức 5,25%, cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn trước đại dịch. Chính phủ Australia khẳng định bản quyết sách quốc gia mới sẽ là biểu đỡ quan trọng cho quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch, tập trung vào việc tạo thêm nhiều việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5%. Để đạt mục tiêu ngân sách đề ra trong giai đoạn tới, Australia cần thêm những điều kiện quan trọng, đó là đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng trên toàn quốc và mở cửa trở lại biên giới để thúc đẩy giao thương, trong khi vẫn bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Chính phủ Pháp thông báo sẽ dành khoảng 28 tỷ euro để hỗ trợ ngành du lịch, một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Quốc vụ khanh phụ trách du lịch của Pháp nhấn mạnh, ngân sách trên sẽ được dùng để hỗ trợ cho người lao động trong lĩnh vực du lịch thông qua nhiều công cụ và quá trình phục hồi sẽ diễn ra theo lộ trình. Pháp là quốc gia thu hút nhiều du khách nhất thế giới ở thời điểm trước đại dịch COVID-19, với gần 90 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2018. Đây cũng là lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế Pháp, lên tới 7% GDP của nước này. Tuyên bố của Paris được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu dỡ bỏ hạn chế đi lại, mở đường cho việc mở lại hoạt động du lịch. Tập đoàn công nghệ Amazon cho biết đã phát hiện và không cho xuất bán hơn 10 tỷ hàng hóa nghi làm giả và làm nhái trên nền tảng kinh doanh của hãng trong năm ngoái. Con số trên được cho là tăng lên 67% so với năm trước đó. Amazon cũng cho biết trong năm ngoái, hãng đã thu giữ và tiêu hủy hơn 2 triệu sản phẩm làm giả. Ngoài ra, để củng cố năng lực chống hàng giả, công ty đã đầu tư 700 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến chống hàng giả, hàng nhái, bao gồm đầu tư công nghệ hỗ trợ công tác phân loại giữa hàng giả và hàng chính hãng trước khi xuất bán trên hệ thống của hãng. Ban lãnh đạo Amazon khẳng định hãng luôn chủ trương hỗ trợ các đối tác mở rộng các hoạt động kinh doanh trực tuyến, đồng thời đảm bảo giành được sự tín nhiệm của các khách hàng đối với nguồn gốc sản phẩm chính hãng và kiên quyết nói không với hàng giả. Mặc dù chỉ có khoảng 0,01% hàng hóa được bán trên nền tảng của hãng nhận được khiếu nại về hàng giả, song hiện Amazon vẫn đang chịu nhiều sức ép từ giới lập pháp Mỹ và các nhà cung cấp hàng hóa trong việc đẩy mạnh hơn nữa những nỗ lực chống làm hàng giả, hàng nhái. Tập đoàn công nghệ Apple một lần nữa bị kiện với cáo buộc cửa hàng ứng dụng trực tuyến App Store đã tính phí quá cao với người dùng tại Anh. Đơn kiện do một chuyên gia kinh tế kỹ thuật số đứng tên và hiện được Tòa án Phúc thẩm Cạnh tranh Anh thụ lý. Đơn kiện yêu cầu Apple trả lại tiền cho khách hàng Anh. Theo đó, khoảng 19,6 triệu người sẽ được đền bù tổng cộng 1,5 tỷ bảng Anh. Người làm đơn cáo buộc Apple có hành vi độc quyền khi App Store là cánh cửa duy nhất để tải nhiều ứng dụng và Apple nhận khoảng 30% chi phí mua ứng dụng. Về phần mình, Apple gọi đây là một vụ kiện đã được lên kế hoạch và không đáng xảy ra. Tập đoàn này khẳng định luôn đảm bảo cam kết với khách hàng và App Store đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế sáng tạo ở Anh. Hiện Apple đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý liên quan vấn đề độc quyền khi sử dụng App Store.
Giờ rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.